top 5 game giải đố trên mobile hay nhất hiện nay cho ai thích hack não. Yo yo, dễ lừa tất cả các anh em hiền lành. Công việc của anh em dạo này thế nào rồi? Tôi nghĩ là anh em cũng xì chít với công việc chất đống hàng ngày. Vì thế tôi xin mạn phép được giới thiệu top 5 game giải đố trên mobile hay nhất hiện nay. Anh em biết sao không? Từng có thời gian dòng game giải đố nổi lên như một hiện tượng, chiếm sóng trên các bảng xếp hạng game ở thị trường Việt Nam. Dần dần thì đã có rất nhiều tựa game ra đời cùng với những câu đố thách thức trí não con người nhiều hơn và giải trí sau thời gian làm việc mệt mỏi. Ê mà nói nghe nè, tôi cũng được chứng kiến nhiều màn đập bàn trời ghế xuất phát từ đây lắm á. Thật là phá hoại tài sản quá đi mà. Let's go! Brain Out. Nhắc đến như tựa game giải đố trên điện thoại thì phải nghĩ ngay đến con game xoắn não nhưng không kém phần bẩn bựa này. Và đương nhiên Brain Out ở vị trí đầu bảng. Nó không chỉ là tựa game thuần giải đố nhất với gameplay đỉnh mà nó còn đỉnh hơn về độ mix dậy. Anh em sẽ không ngờ đến những câu trả lời mà nó đưa ra đâu. Bởi vì có những câu nghĩ mãi vẫn méo từ đầu nghĩ ra được tại sao nó lại như thế. Chẳng hạn như các câu đếm số có bao nhiêu cọng tóc trên đầu cậu bé. What the fuck? Hãy tìm chiếc nhẫn kim cương cho cô dâu. Phải nói MBX đã tạo ra con game này phải có góc nhìn về cuộc sống và thế giới khác với những người thường để đưa ra bộ câu hỏi thú vị và hack não, trái với logic hay bất kỳ định luật thường nào trong xã hội. Thiệt là mất luân thường đạo lý quá đi mà. Khi chơi Brain Out thì anh em sẽ hiểu được cảm giác mình bị dắt mũi là như thế nào. Y chang một con mèo to bị con chuột Jerry bé xíu vờn từ đầu phim tới cuối phim mà vẫn không phun ra được. Cho nên đôi khi bạn còn méo biết vì sao mình qua màn được á. Nhưng mà có một điều chắc chắn là cảm giác vui sướng thỏa mãn khi chiến thắng trò chơi vượt trên tư duy thông thường. Với những điều trên thì nó xứng đáng là tựa game từng đứng vị trí top 1 rất lâu trên bảng xếp hạng của App Store. Sky, Children of the Light. Trong hàng hà sa số các tựa game thuộc thể loại giải đố trí tuệ, có thể nói Sky Children of the Light là một siêu phẩm khi sở hữu đồ họa 3D khủng. Kết hợp cùng chất phiêu lưu tại thế giới mở rộng lớn, game còn sở hữu cốt truyện cực kỳ chất lượng làm cuốn hút người chơi về vương quốc trên mây đầy huyền diệu. Đây là vùng đất được tạo ra và cai quản bởi một vị thần, cùng với 6 chòm sao ở các vị trí khác nhau hỗ trợ, tạo thành 6 vương quốc cùng nơi linh thiêng Eye of Eden. Câu chuyện bắt đầu khi vương quốc bị các thế lực bóng tối xâm chiếm, làm mất liên lạc giữa các vị thần và các chòm sao tại các khu vực. Bạn sẽ được hóa thân vào một vị thiên thần nhỏ bé trong cuộc hành trình kết nối 6 vương quốc với vùng đất Eye of Eden lại với nhau. Với tiêu chí là phải làm thì mới có ăn, nên bạn sẽ phải vượt qua vô vàn thử thách bằng việc giải đố, tìm kiếm thông tin và khám phá ra bí mật thượng cổ ẩn sâu trong vương quốc trên mây này. Và chắc chắn luôn bạn sẽ trở thành bà hàng xóm trong truyền thuyết tại vùng lục địa này. Đến với Sky Children of the Light, anh em sẽ cảm nhận được sự hòa lẫn giữa thế giới fantasy với những chuyến phiêu lưu kỳ thú do mình tự khám phá cùng việc giải đố để đào sâu hơn về mặt cốt truyện. Hơn nữa, bạn có thể enjoy cái moment này qua những bản nhạc du dương kết hợp cùng màu sắc tươi sáng làm cơ thể thư giãn sau nhiều giờ làm việc. Nên nhớ là anh em cần phải vận dụng sự nhanh nhẹn, khéo léo và trí thông minh để thu thập nến và thông tin. Đồng thời tìm kiếm đường đi đúng đắn vì không phải con đường nào cũng dẫn tới đích đâu. Ví dụ điển hình là Eye of Eden khó nhất, nếu anh em bay để di chuyển cho nhanh thì sẽ rất dễ thua. Và thu thập nến suốt chặng đường vì sẽ rất cần trong thử thách thắp nến vùng chứng ngại vật. Life is Strange. Đây rồi, lại một siêu phẩm nữa trong loạt giải đố trí tuệ mà Mọc muốn gửi tới anh em. Life is Strange là tựa game được phát hành vào năm 2015 bởi một trong những ông lớn của ngành, Square Enix. Game được xây dựng trên đồ họa 3D sắc nét với hình ảnh nhân vật được tạo theo phong cách người châu Âu. Trò chơi còn lồng tiếng cho từng nhân vật với dàn diễn viên chất lượng. Hơn nữa, âm nhạc trong game hiện đại tạo cảm giác gần gũi với đời sống hơn khi trải nghiệm. Phải nói chơi game này cứ như coi phim luôn. Cái cảm giác như quay lại mấy phim hoạt hình từ thời nhà coi TV và xem kênh Disney Channel vậy đó anh em ạ. Câu chuyện bắt đầu với cô gái 18 tuổi tên là Max Caulfield, chuyển về sinh sống và học tập trong một ngôi làng rộng lớn, có cây cối và núi non. Cô bỗng phát hiện mình có siêu năng lực quay ngược thời gian và đã nhìn thấy cơn bão trong tương lai tàn phá ngôi làng. Ây gu, tôi cũng muốn có được siêu năng lực này để biết được mùi tỏ tình với cà rốt anh em à.
Và bằng tất cả tình yêu dành cho nơi này, cô đã quyết định làm mọi cách để ngăn chặn cơn bão, đồng thời sơ tán mọi người để tránh những câu chuyện thương tâm. Thật là một cô gái dũng cảm, xứng đáng được ngàn like. Người chơi sẽ được hóa thân vào Mars để đưa quyết định và giải đố cho những câu hỏi hóc búa. Mỗi lựa chọn sẽ được đưa ra và dẫn đến một cái kết khác nhau và rất có khả năng cao là sẽ kết cục xấu. Lưu ý, anh em sẽ phải tự tìm kiếm nhiệm vụ cho mình đấy, vì sẽ chẳng có hướng dẫn tự động tìm người nhận nhiệm vụ đâu. Tuy nhiên, với khả năng thần kỳ của nhân vật chính, với cơ hội quay ngược thời gian để sửa chữa những quyết định của mình. Đặc biệt, đây là một tựa game miễn phí, thế nên hãy nhanh tay tham gia trò chơi để thực hiện nhiệm vụ và lựa chọn cái kết tươi đẹp. Game ngon còn miễn phí nữa thì tội gì mà không tải về chơi phải không anh em? Limbo. Sau đây xin giới thiệu với anh em hai con game mang hơi thở kinh dị, khiến anh em đứng ngồi không yên khi chơi. Đầu tiên là con hàng Limbo với thể loại game giải đố, trí tuệ và cùng màu sắc u ám của nhà Playdead được phát hành vào năm 2010. Cái tên của nhà phát hành đã nổi lên tất cả, chơi là phải chết mới qua màn được. Tuy đã được ra mắt nhiều năm nhưng tới nay, tựa game vẫn là đỉnh cao cho những ai lần đầu muốn trải nghiệm sự hồi hộp khi vượt qua các thử thách nhưng có thể chết và sơ suất bất cứ lúc nào. Game sở hữu tông màu chủ đạo là màu đen tối và giữ nền xám, tượng trưng cho sự ảm đạm của chuyến hành trình của nhân vật cùng với đồ họa 2D gần gũi. Đặc biệt, game hoàn toàn không có nhạc nền, chỉ có những âm thanh của ngoại cảnh như tiếng mưa tầm tã, tiếng động vật kêu, tiếng nhân vật thở và từng bước chân tạo nên cảm giác kinh hoàng, trống rỗng và cô độc. Tới đây anh em nên chuẩn bị biển là vừa. Ui, khiếp thật sự. Limbo không có cốt truyện, chỉ đơn giản là kể lại cuộc phiêu lưu tìm kiếm và giải cứu em gái của cậu bé có đôi mắt phát sáng. Đây là minh chứng cho sức mạnh của tình thân, tình yêu gia đình đó mọi người. Trên chuyến hành trình bất tận thì bạn sẽ được vào vai một cậu bé để vượt qua biết bao thử thách bằng cách nhảy, đu dây, đẩy, kéo đồ vật bám tường nhằm sống sót và vượt qua từng ải khó khăn. Cơ mà phải chết vài lần thì mới vượt qua ải được. Cái này là tiêu chí của nhà sản xuất rồi. Các cạm bẫy sẽ luôn trực chờ trên đường đi nên mọi người chú ý kỹ nha. Có những đoạn đu dây và trèo mà không phải cứ nhảy qua là qua đâu. Có khi chết rồi chơi lại mấy lần để tìm cách đó. Ê, bởi ta nói dễ quá thì mất hay. Với lại còn phải giữ ở đây luôn luôn chứ nhở. Very Little Nightmares. Chắc hẳn đã có rất nhiều người biết đến tựa game Little Nightmares, vốn được nhiều streamer và youtuber trải nghiệm đã nói lên độ hot của nó. Và Very Little Nightmares là một phiên bản nhỏ hơn nữa dành cho hệ điều hành mobile được phát hành vào năm 2019 bởi ông lớn Bandai Namco. Đúng là một trong những ông trùm có khác, khai thác game triệt để trên mọi nền tảng. Con game sở hữu đồ họa 2D cùng hình ảnh ấn tượng. Tuy cam màu không quá đen tối như Limbo, nhưng vẫn đủ lột tả nên sự lạnh lẽo, u ám trong từng bước đi. MBS rất thông minh khi đánh vào phần âm thanh vốn là cái hồn cho sự kinh dị, với nhịp điệu dồn dập nhưng đôi lúc lại ngắt quãng, yên lặng như tờ, làm cho người chơi sợ hãi. Coi phim nghe mấy âm thanh đó còn sợ sóng ra quần, huống chi là nhập vai vào nhân vật phải không anh em? Tới cục vàng luôn mọi người! Trong game, bạn sẽ được vào vai cô gái tí hon mặc áo mưa vàng trên chuyến hành trình tự giải cứu bản thân mình khỏi tòa nhà ma ám mà mình bị nhốt ở tầng cao nhất. Trong quá trình tẩu thoát thì bạn sẽ được gặp rất nhiều nhân vật khác để thực hiện những thử thách và câu đố khó nhằn. Trò chơi này sẽ không còn kiểu nhảy nhót nữa, tất cả đều phụ thuộc vào tính sắp xếp đường đi của anh em. Nếu không tính trước thì anh em sẽ tốn khá nhiều thời gian để mày mò đó. Mà trong lúc rượt đuổi thì anh em không vận dụng hết neuron thần kinh để phản ứng và suy nghĩ nhanh thì sẽ có vô số lần bị bắt lại chứ chẳng đùa. Đồng thời thì bạn phải cố gắng trốn thoát và ngăn chặn những kẻ xấu và các sinh vật quái lạ muốn bắt bạn trở lại hoặc giết chết bạn. Tất nhiên vẫn phải bị bắt vài lần để rút kinh nghiệm cho những lần sau nhé các fan. Hey hey, như vậy là Mọt đã đưa anh em đi điểm qua top 5 game giải đố trí tuệ kết hợp với nhiều thể loại khác nhau, hứa hẹn mang đến cho bạn những giây phút giải trí thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng. Trên hết thì các tựa game vẫn đảm bảo độ xoắn não và bung tỏa cảm xúc thăng hoa cho mọi người khi giành chiến thắng. Đừng quên để lại một like và một comment nếu thấy video này hay nha mọi người. Bye bye!